Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Khoái Châu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, sản xuất nông nghiệp, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Khoái Châu báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, sản xuất nông nghiệp, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện cùng các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các ban ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã biểu dương những kết quả mà huyện Khoái Châu đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nổi bật là kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, kinh tế của huyện phát triển toàn diện, thu ngân sách tăng bình quân hàng năm đều vượt và đạt 13,58%, thu nhập bình quân đầu người ở mức cao đạt 79 triệu đồng một người một năm. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Khoái Châu như quy mô kinh tế còn khiêm tốn, tốc độ tăng trưởng chậm, chưa tương xứng với tiềm năng thu hút đầu tư còn chậm, nông nghiệp chưa hình thành được chuỗi liên kết, vi phạm đất đai, ô nhiễm môi trường còn xảy ra nhiều nơi. Để Khoái Châu phát triển tốt hơn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở một số vấn đề trước mắt huyện phải ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh. Tôi đề nghị là Đảng bộ cần tập trung có những cái giải pháp và cách làm sáng tạo để mà phát huy những cái tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực, tiếp tục nâng cao chất lượng các ngành kinh tế chủ lực, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy Khoái Châu cần có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án, hạn chế tiếp nhận doanh nghiệp rời lẻ, đẩy mạnh xây dựng các khu cụm công nghiệp đã được cấp phép, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch phân khu chi tiết gắn với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, tiêu thụ nông sản cho người dân, tìm giải pháp để xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường quản lý đất đai. Đảng bộ huyện cần có giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đã đề ra là xây dựng Khoái Châu trở thành huyện phát triển mạnh về nông nghiệp, công nghệ cao, du lịch và đô thị.